quý vị, mỗi sáng không khó để chúng ta bắt gặp những cảnh tượng như thế này, những hình ảnh buôn bán bát nháo, tấp nập kẻ bán người mua trên các chợ tự phát xuất hiện trên địa bàn huyện Đức Hòa đã không còn là một hình ảnh xa lạ. Hành vi này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến mất trật tự an toàn giao thông, an ninh khu vực, gây bức xúc cho nhiều người dân nơi đây. Tình hình giao thông ở đây buổi sáng, nhất là giờ công nhân đi làm thì kẹt rất là nhiều. Đặc biệt là trước khi dịch Covid thì có tầm 7 giờ tới 7 giờ 15. Sau khi dịch đó thì bớt nhiều, tại vì công nhân nghỉ nhiều. Chiều thì phía bên kia đường lúc mà giờ công nhân về thì người dân người ta bán cũng ngồi xuống lề đường hoặc là vỉa hè hơi lấn xíu chút xíu thì nó cũng kẹt. Rồi xe bon chen công nhân, rồi xe máy, rồi xe đưa rước công nhân thì cũng kẹt rất là nhiều. Đức Hòa là một trong những huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, có mật độ dân cư đông đúc, nên tình hình trật tự an toàn giao thông ở đây luôn diễn ra khá phức tạp. Có thể nói, kéo giảm được tai nạn giao thông ở Đức Hòa là sẽ góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, huyện đang phải đối mặt với vấn đề nhức nhối về giao thông, đó là chợ tự phát gây mất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm kể trên, đó là nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, cố tình vi phạm khi không có lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Nhiều tuyến đường không có vỉa hè hoặc vỉa hè rất hẹp, chưa kể thực trạng xuống cấp vỉa hè. Mặt khác, đôi khi chợ truyền thống chưa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, dẫn tới sự xuất hiện chợ tự phát. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng như công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm chưa thường xuyên, liên tục, thiếu kiên quyết, nhất là ở cấp phường xã. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Hòa đang tồn tại trên dưới cả chục chợ tự phát gian các tuyến lộ, có nhiều nhà máy xí nghiệp. Tuy gọi là chợ tự phát, nhưng có những chợ lượng người mua bán đông đúc, không thua gì một chợ huyện. Một điểm rất chung là các điểm chợ này đều bán theo giờ tăng ca của công nhân, và đặc biệt là tất cả đều mua bán trên lòng lề đường, vỉa hè, gây cản trở lưu thông. Chợ ở trước đây tự phát, cái này không biết là tự phát hồi lúc nào đó, mình không biết. Chợ thì buôn bán thì nằm trên lề, chứ không có lấn chiếm lòng lề đường gì, nhưng mà có cái nhiều khi lúc người mua đậu xe thì khi có lúc không có được trật tự á. Vậy thôi, nhưng mà cũng có mấy anh cảnh sát giao thông cũng có dẹp đó, cũng đỡ được chút xíu là đường xá nó cũng thấy được thoải mái. Bức xúc nhất là trên tuyến tỉnh lộ 825, ở một đoạn chưa đầy 10 km đi qua địa bàn hai xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông, nhưng lại mọc lên đến 3 chợ tự phát có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Giờ cao điểm tăng ca, hầu như hơn 2/3 lòng lề đường bị người mua bán chiếm dụng. Các phương tiện mỗi khi qua đây phải rất khổ sở, luồn lách giữa dòng người và nguy cơ xảy ra tai nạn cứ luôn chực chờ. Riêng tại chợ tự phát trên địa bàn xã Đức Hòa Đông, thống kê sơ bộ đã có hàng trăm người bán với đủ các mặt hàng, từ thịt cá đến quần áo, và mỗi người cứ vô tư bày một kiểu, vừa mất an toàn giao thông, vừa gây ô nhiễm môi trường. Không riêng Đức Hòa, mà thực trạng chợ tự phát đang tồn tại ở hầu hết các địa phương, nhưng phổ biến và gây ùn tắc giao thông nhiều nhất là ở các huyện có nhiều khu cụm công nghiệp. Và việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường luôn là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông. Trên địa bàn huyện thì tình hình buôn bán, họp chợ lấn chiếm lòng lề đường thì cũng diễn ra khá phức tạp. Thì đội đã chủ động tham mưu Ủy ban huyện kết hợp với thanh tra giao thông, phòng kinh tế hạ tầng tiến hành là dọn dẹp lòng lề đường trên các tuyến đường tỉnh 830C, 830D và các khu chợ tự phát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Qua thời gian thực hiện thì đã dọn dẹp được lòng lề đường các nơi mà có điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường. Trước thực trạng chợ tự phát cứ liên tục phát triển trên địa bàn, thời gian qua các địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp chấn chỉnh, nhưng xong các đợt cao điểm thì đâu cứ lại vào đó. Không chỉ người tham gia giao thông mà người dân địa phương cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước tình trạng mất an toàn cứ diễn ra từ ngày này đến ngày khác như thế này. Trong khi đó, giải pháp căn cơ cho tình trạng này thì gần như chưa có, bởi nguồn quỹ đất công ở một số địa phương hiện nay hầu như không còn.
Do đó, để xây dựng một chợ đảm bảo an toàn đúng quy định, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân là rất khó. Song, thói quen thích mua bán ở lòng lề đường của người dân là điều khó khăn nhất hiện nay. Tắc đường đi chậm lắm. Chợ này không có ban quản lý chợ, có công an xã lâu lâu can thiệp đi dẹp chợ. Ở góc độ khác, lý giải cho nguyên nhân của vấn đề này là do ở các điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường thường tập trung ở các khu vực đông công nhân, các khu cụm công nghiệp. Bởi phần lớn khu cụm công nghiệp chưa bố trí được chợ phục vụ công nhân. Nhu cầu mua sắm của công nhân là có thật, nhưng ban đầu chưa được tính toán đáp ứng một cách đầy đủ, nên rất khó giải quyết vấn đề được tận gốc. Giải pháp của nhiều địa phương chủ yếu là công tác tuyên truyền, kết hợp vận động người mua bán chấp hành và kẻ vạch sơn cách lề đường khoảng 2 mét. Hướng dẫn các hộ mua bán cam kết thực hiện đúng quy định và mua bán phía trong vạch sơn. Nhờ đó, tình hình mất trật tự an toàn giao thông ở các chợ tự phát phần nào được kiểm soát. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên ra quân dọn dẹp lấn chiếm lòng lề đường. Thời gian trước thì nó rất là phức tạp, nhưng hiện tại thì nó có chuyển biến rất là tích cực. Hàng ngày thì Ủy ban xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng và các ngành cứ 6 giờ ra quân một lần. Chiều 5 giờ chiều ra quân, 4 giờ chiều ra quân một lần. Trên tinh thần đó thì vận động bà con buôn bán dưới lòng lề đường, rồi trên cái vỉa hè đến thời điểm hiện nay nó cũng đã có thông thoáng hơn. Thời gian tới thì ủy ban sẽ quyết liệt hơn, sẽ tập trung các cái nguồn lực, các cái lực lượng để chúng ta thực hiện tốt cái công tác này hơn nữa. Qua đó thấy được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn nạn lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài việc cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, phối hợp ra quân giải tỏa các khu chợ tự phát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì cũng rất cần sự chung tay hưởng ứng của các hộ tiểu thương, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ, các ban quản lý chợ và các đơn vị liên quan, ý thức của người dân để cùng góp sức xây dựng xã hội ngày một văn minh, sạch đẹp, tạo diện mạo khang trang, trật tự trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông.